Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một cái video trong cái chuỗi video có tên là mua bán bất động sản an toàn. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý ông bà, cô bác và anh chị trang bị luật cho kinh doanh bất động sản. Một chuyên đề khá hot hiện nay. Một số các anh chị đều khi mua bất động sản thì chúng ta thấy rằng là ở cái ông hàng xóm của chúng ta sau khi mua bất động sản sao lời quá, mau giàu quá. Cái người bạn của chúng ta mua thì cũng lại mau giàu quá. Tôi có một cái cô bạn, cổ như vậy đó quý vị và các bạn. Cổ bảo là thứ nhất không chơi chứng khoán, thứ hai là không mua bất động sản. Hỏi ra mới biết người ta mua toàn là lời không à. Mình tới hồi mình mua thì đất nó nằm trong cái vùng quy hoạch. Thôi thì hôm nay đó là một cái hướng dẫn để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái kiến thức pháp lý về lĩnh vực bất động sản các bạn ha. Tên của video có trang bị luật cho kinh doanh bất động sản. Tôi cũng có nghiên cứu một vài các anh chị em trong cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Những cái trang web của các anh đưa ra có những cái chia sẻ rất thật về kiến thức của đầu tư, kiến thức của luật. Tuy nhiên để mà định hướng cái việc kinh doanh bất động sản, mà đặc biệt là khi chúng ta đầu tư một cái thửa đất thì chúng ta phải biết tính pháp lý của nó. Thú thật với quý vị và các bạn, tôi không giỏi về việc đầu tư, tôi chỉ giỏi về việc nhìn cái kiến thức pháp lý thôi, chứ tôi không giỏi về mặt đầu tư. Tuy nhiên thì người ta nói mà, mình có những cái thế mạnh nào thì mình sẽ khai thác tận dụng triệt để hết cái thế mạnh đó. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hôm nay tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn, muốn kể cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết rằng khi chúng ta không biết được quy định của pháp luật thì chúng ta khó có thể nắm bắt được đầu tư sinh lợi. Tôi có một cái vị khách hàng như vậy nè quý vị và các bạn. Em có một cái thửa đất, và khi mà em có một cái thửa đất cái giá trị vào khoảng chừng 1,5 tỷ, thì em nghĩ rằng là em thảy cái 1,5 tỷ này đi để em mua một cái thửa đất khác có cái giá trị, có vị trí để em thuận tiện trong việc kinh doanh buôn bán. Thì khi em bán cái miếng đất này 1,5 tỷ thì em mua một cái phần đất khác có cái giá trị cao hơn là 2,5 tỷ. Thì bài toán của em rằng là em cũng có một cái sự chuẩn bị là cộng thêm bán cái miếng đất này, cộng thêm một cái sự dành dụm tiền tiết kiệm của em, cộng thêm việc vay của một số người nữa, và thế là bài toán thành công. Cách tính của em là như vậy, và cái điều này cũng đương nhiên thôi quý vị và các bạn. Tại cái phần đất mà em dự định bán nó nằm ở cái vị trí gọi là ở vùng quê, nó hơi sâu một tí xíu. Còn cái phần mà em muốn mua 2,5 tỷ nó lại nằm ở phía ngoài mặt đường, nó thuận tiện trong cái việc kinh doanh cái ngành nghề em mua bán. Và nói thì suy nghĩ và em quyết định sau khi nhận cái số tiền ở phía tiền đợt một của cái phần đất 1 tỷ, cái phần đất ở phía bên bán cái miếng đất cũ, thì em lại đặt cọc cho cái miếng đất mới là 500 triệu. Tuy nhiên thì các bạn biết không, đối với một số cái vùng miền thì theo quy định của pháp luật thì sao nó thuộc về cái lĩnh vực mà phải tách thửa thì nó mới được bán được. Thì cái quy trình tách thửa vướng nhiều cái rủi ro và dẫn đến cái khả năng là sẽ không được bảo toàn được cái số tiền, không bảo toàn được cái số tiền cọc này. Vì hiện tại rằng không, vì lý do rằng em không coi trước cái cơ sở pháp lý, dẫn đến cái thửa đất các bạn cái thửa đất mà em mua sau này với giá 2,5 tỷ này không tách thửa được.
Và bây giờ đang đang rơi vào trường hợp rằng là cái người mà nhận cọc á, họ xài hết tiền rồi, mà bây giờ mình muốn đến để mà thương lượng với họ trả lại đúng cái số tiền cọc thì lại không được. Rồi cái số tiền trước đây cũng đã nát. Thì các bạn thấy không, khi chúng ta cái việc bán đi bất động sản thì rất là dễ, nhưng khi chúng ta mua cái bất động sản mà do các anh dịch vụ không có tâm, tôi chỉ nói vậy thôi, đã hứa và hứa và hứa rằng là tôi sau khi cọc xuống thì sẽ gọi là tách thửa nhỏ được trong cái diện này rồi, như vậy nó sẽ vướng vào cái cơ sở pháp lý mà chúng ta không ra được. Thì nếu trong trường hợp ra đến văn phòng tôi thì tôi cũng chỉ cần một cái bước nhỏ thôi quý vị và các bạn. Tôi hỏi thử coi ở cái vùng miền này họ có được tách thửa được hay không. Nếu trong trường hợp tách thửa được thì quay lại tư vấn bài toán, bài toán về tách thửa cho họ và đặt cọc. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cẩn trọng không tách thửa các bạn ạ. Chứ để tránh trường hợp việc đầu tư bây giờ tiền cọc các bên cũng đồng ý thỏa thuận lấy lại số tiền cọc, cái vị khách này cũng đồng ý lấy tiền cọc, nhưng mà cái người bán họ không có khả năng trả các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, với những cái tình huống thực tế mà dĩ nhiên tôi sẽ mã hóa những cái thông tin để đưa đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị những cái rủi ro để chúng ta ngăn ngừa khi chúng ta đầu tư về bất động sản. Tôi cũng có cộng tác với anh Quang Lê TV và Michael Tâm Nguyễn trong cái học viện bất động sản để nhân rộng ra cái mô hình đầu tư về bất động sản. Những cái kiến thức về pháp luật Việt Nam và các bạn cũng sẽ thấy các chuyên gia về của nước Úc, Việt Kiều của Úc, Việt Kiều của Canada sẽ nói cho chúng ta những cái đầu tư bất động sản thế nào là tốt nhất. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị em đã coi một cái chương trình rất lạ. Nó không thuần về mảng tranh chấp, nhưng tôi cũng muốn có một nhiều năng lượng ở cái lĩnh vực này. Dĩ nhiên rằng là cái kinh nghiệm về đầu tư tôi không nhiều, nhưng tôi đủ để hiểu và thông qua những cái câu chuyện thực tế để kể cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Sắp tới sẽ có những cái câu chuyện mà đầu tư như thế nào, đầu tư lãi như thế nào từ những vị khách hàng trong cái quá trình hành nghề, tôi sẽ kể và đưa cho quý vị và các bạn thông điệp kiến thức luật về bất động sản. Chúng ta sẽ cùng quan tâm và theo dõi nha quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.